Chào cả nhà đã đến với kênh Nhật ký Khâm Nơi của mình. Hiện tại mình đang có mặt tại chùa Khánh Hội Bình Dương. Thì cái kênh của mình, như mọi người biết rồi, đi đâu khi mình đặt chân tới chỗ nào mình cũng muốn lưu lại một chút xíu gọi là có khắc kỷ niệm. Hôm nay là cái ngày mà ở chùa Hội Khánh đang tổ chức cái lễ gọi là lễ Phật Đản. Nên là mọi công việc người ta đang làm gần như là rất là nhiều. Tất cả các Phật tử đang phụ ở đây. Thì nơi đây là một cái bức tượng Phật nằm. Ủa Phương, cái bức tượng Phật này là đứng nhất hả? Lớn nhất Đông Nam Á. Là cái chiều dài đúng không? À. Nhìn mà mình nhìn to không? Tại vì cái từ cái góc nhà này kéo dài xuống đây cũng mấy chục mét rồi. Mà nghe nói là cái mình đang xây dựng một bức tượng nào đó mà bức tượng Phật ngồi còn cao hơn cả bức tượng của Trung Quốc nữa. Ở dưới đâu, dưới miền Tây phải không? Hay là ở chùa Bà Đen ta? Thấy bức tượng người ta đang làm á, mình cũng chưa tới, thấy trên mạng người ta đăng nhiều lắm. Bây giờ xây mấy tượng Phật to lớn nhiều lắm, nhiều chỗ ấy lắm. Bên kia có cây phượng đẹp kia. Lúc trước mình cũng hay đi chùa lắm nha. Hình như dầm 14 năm thì bây giờ thì cũng có, nhưng mà cái nó ít hơn ngày xưa. Trước là mình đi từ khi ở ngoài quê vào á, là thường xuyên đi luôn. Còn ở đây là ở nhà chùa, người ta đang chuẩn bị xe. Cái này xe chắc là để đi rước gì đúng không Phương? Ừ, để dành Phật Đản xanh. À. Mừng đại lễ Phật Đản. Đây là chùa Khánh Hội. Hội Khánh là một trong những ngôi chùa lớn nhất của tỉnh Bình Dương. Rộng lắm. Bên đây chỉ là một góc thôi, còn bên kia là có một cái ngôi chùa cổ nữa. Vô quay cho có MV nè. Nhìn đẹp không? Được không? Hả? Được, gì đâu. Bình thường mà. Cái này mình quay kỷ niệm không à, chứ cũng không cần view của ai cả. Ngôi chùa mà có cây phượng nhìn thấy đẹp ha. Đây là một cây phượng. Hoa tờ lưa luôn. Nhớ cái mỗi lần mà cái có ông nè, có mỗi lần mà tới mùa hoa phượng thì ông quá trời luôn á Phương. Ông này ông mặc hay là ông chích vậy ta? Ông có mặc ra nó chích không? Bây giờ là gần tới chỉ còn nửa tháng nữa rồi, vào mùa hè thì cả nhà thì phượng nó nở nhiều mà. Tại trên thông thải của ông nhiều quá không dám tới gần luôn. Mọi người biết những cái bông phượng này làm gì không? Ngày xưa là rất nhiều bạn rất là nghịch, trời ông nhiều quá, là người ta hái mấy cái này nè, hay kẹp vào thun lại để bắn đó. Rồi cái trái phượng thì người ta tẻ ra làm móng tay, đâu làm con bướm mà, làm con bướm là cái cành này nè đó, cái cành này làm con bướm nè. Ông nhiều lắm. Ồ, con ông nhiều lắm nha, coi chừng chích cái xương mắt xương mũi luôn á, xấu dài luôn, ông quá trời luôn. Ông này ông hút mặt sao á. Cánh phượng hồng ngẩn ngơ. Cái thời ngày xưa học sinh ý nghĩa lắm. Nhìn tới những cành hoa phượng hoặc là những con đường mà đi tới trường mà đựng làng xưa ấy, nhìn rất là hay. Còn bây giờ thì mình thấy học sinh nó không còn cái kiểu mà giống như mình ngày trước rồi. Mất nhiều thứ. Nó được cũng nhiều nhưng mà nó mất cũng nhiều. Mình có nhiều kỷ niệm hơn. Thời học sinh mình tới tận bây giờ đã mấy chục năm trôi qua rồi. Biết là bạn bè bây giờ có thể là nó quên mình luôn rồi. Nhưng mà khi mà nhắc lại, mỗi người mà cái kỷ niệm thì không phải lúc nào ai cũng có. Tại vì mỗi người có cách sống khác nhau, cái tư duy, suy nghĩ khác nhau. Nên là có người trân trọng những cái kỷ niệm đã qua, có người thì quên hẳn đi. Rồi cũng không phải gì đó mà người ta quên, mà do những cái cuộc sống đó cả nhà. Cuộc sống bề bộn, rồi phải chăm lo rất là nhiều gia đình nữa. Tại lứa tuổi mình là cũng là 40 hết rồi. Thì chùa Khánh Hội này đối diện cái tượng Phật mà nằm á, bên kia là cái chùa, một ngôi chùa cổ cũng là chùa Khánh Hội, là Hội Khánh ta Phương. Ở bên đây là các Phật tử, người ta cũng đang trang trí. Tổ đình Hội Khánh tự.
mọi người thấy một cái giàn cổng nè, đó nhìn đẹp chưa. Thì lâu lâu mình cũng hay tới đây buổi chiều để mà nhìn ngắm cái chùa này. Thật ra đây là một ngôi chùa cổ mà mình từng nói những video trước rồi. Tổ đình Khánh Hội là một trong những ngôi chùa cổ được xem là lớn nhất tỉnh Bình Dương, và nơi đây được đặc trưng của ba của Bác Hồ cả nhà. Ở đây là có một cái tấm bảng ghi nè. Thì nói chùa này thì hình như ai cũng biết nhiều rồi, nhưng mà mình quay đa phần là kỷ niệm và dành cho những người ta chưa có biết đó. Chùa Khánh Hội xây dựng vào năm Tân Dậu năm 1741. Đây là một bạn đồng hành với mình từ đời đầu. Cái thời mới ra lò của ngành YouTube. Tới ngôi chùa này mọi người mà thường xuyên dành cho các bạn nữ tới đây chụp hình check-in mặc áo dài, hoặc là ở đây cũng là một trong những cái bối cảnh của phim, đặc biệt là phim cổ tích hoặc là những bộ phim mà mang tính chất xưa thời Pháp đó nha. Tại vì cái bối cảnh về cái kiến trúc nó rất phù hợp.